Chào mừng anh em quay trở lại về phần tiếp theo. Lần trước thì mình đã chuẩn bị xây cái đồ dưỡng khí để mà ra ngoài rồi, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là dọn dẹp cái nhà này, và chờ một chút nữa thì mình có thể là dọn dẹp cái động nước bẩn này luôn. Hiện tại thì ở trong nhà, ở đây mình sẽ dọn là mình sẽ xây một cái thùng để chứa chứa slime. Slime này thì sau này mình sẽ cho vào đây. Thùng này mình sẽ cho vào. Slime này mình sẽ bỏ hữu cơ này, đất bùn này, mức độ 3 thôi. Và từ đây nó sẽ ưu tiên lấy toàn bộ đất bùn vào trong này. Đất bùn này bỏ vào trong và ngâm dưới nước thì nó sẽ không ra đất bẩn, không ra oxy bẩn. Rồi như vậy là cũng xong rồi. Chỗ này lâu lâu đôi lúc là bị lỗi một xí, không sao. Giờ mình sẽ nghĩ tới việc là giải quyết cái động đất bẩn này bằng cách nào. Thì có hai cái cách giải quyết, là một á, là mình sẽ đào ra luôn cho nó chảy xuống như này. Chắc là mình sẽ đào xuống đó. Đầu tiên mình sẽ xây một cái thang, và xây cái thang nó tại bên này, và tiếp theo mình sẽ đào ra tại đây và cho từ đề nó đào làm được bận ra tại đây. Như vậy chắc là sẽ đổ nước bẩn xuống như này luôn. Để đảm bảo là nước bẩn sau này nó sẽ chảy thẳng xuống như này thì mình phải xây chỗ này bằng ra, và nước mình đổ trên này xuống thì nó sẽ chảy từ trên này đổ xuống đây và chảy xuống cái ô này. Sau này mình sẽ xây thang xuống, có thể xây xuống tới đây, và sau này sẽ là ở đây sẽ là cái ô chứa nước bẩn của mình. Toàn bộ nước bẩn trên này sẽ đi xuống như thế này. Đó là cách nhanh nhất để mà có thể là làm cái chỗ nước bẩn này ra. Và sau khi xong thì mình có thể bắt đầu xây cái tường này, xây lớp tường chắn của mình, chắn lên trên này. Và như vậy là mình sẽ xây quy hoạch toàn bộ xong cái chỗ nhà của mình. Mình sẽ sau này mình sẽ cố gắng tìm được một con pip. Cái cây này sau này mình sẽ trồng dưới này này. Cây này nó sẽ hút khí CO2 và tạo ra khí oxy, nhưng mà nó cần phải có nước để mà sống. Thì sau này mình sẽ dùng một ít con pip và trồng cây tự nhiên xuống dưới này. Cái khu vực này mình sẽ cần giải quyết. Sau khi đào như này xuống thì mình sẽ có một ít cây mục trùng này, trùng thủ coi này, cây này là cây tự nhiên. Và sau này nếu mà có mặt lưu huynh á, mà kết hợp với cây này thì mình sẽ có nguồn thức ăn miễn phí trọn đời luôn. Vì cái này thức ăn rất là tốt. Rồi, như vậy là xong. Chỗ này mình sẽ đào được chỗ này ra luôn, để mà tránh tình trạng nó chạy ngược vào trong nhà mình, thì mình sẽ ưu tiên sẽ đào từ chỗ này lên. Chỗ này hơi nóng à. Đó, thì nó sẽ chạy được từ trên này xuống và chạy xuống như này. Và sau này mình sẽ dùng nước xuống như này luôn. Ở đây có một chỗ hơi bị nóng, nhưng mà không sao. Đây, chỗ này chỗ là chỗ rất là đẹp để mà xử lý cái động nước luôn. Và sau đó mình sẽ xây một lớp tường chắn ở đây. À, như vậy không, chưa xây đâu, chưa xây. Đổ dọn dẹp cái nước này đi. Cái ở đây mình sẽ quan sát luôn được cái sợi lau này. Hiện tại mình có 15 sợi rồi, thì mình sẽ không lo về cái chuyện sợi thiếu nữa. Toàn bộ nước ở đây nó chảy qua tới đây hơi bị thiếu một chút. Ở đây mình sẽ xây vậy, đào chỗ này ra. Sẽ đào chỗ này ra và toàn bộ nước nó sẽ xuống như này một chút. Đấy, cây này sắp chết. Cây này sắp chết rồi. Để mình đào lên thêm. Cái
Thôi chết cây luôn rồi. Đào chỗ này rộng ra như vậy. Cái gạch này không biết nó có bị vỡ. Đó, như vậy là xong cái chỗ này. Cái này không thể tiếp cận thì mình xây thêm một cái tháng nữa. Và được thì mình sẽ quẹt dọn luôn. Sau khi xong thì mình sẽ xây một cái máy lọc ở đây. Xây dây điện vào. Sau khi mình xây xong thì mình sẽ bắc thang vào. Và bắc thang vào và chỗ này sau này nó sẽ trở thành đây, cái này mình dọn luôn này. Chờ để xây chỗ này xong mình bịt lại. Và sau này mấy cái máy này nó sẽ lọc oxy bẩn này thành oxy sạch. Và mình có thể là mở ra luôn. Mở ra. Đó. Rồi. Như vậy là xong. Mình bịt chỗ này lại. Đó. Sau này chỗ này thành oxy sạch là mình có thể bắt đầu mở chỗ này ra. Và mình sẽ khỏi phải mất công lo giải quyết cái đống oxy bẩn này, đúng không? Đó, đơn giản như vậy thôi. Ở đây mình sẽ phá cái đường ống này. Có thể là mình sẽ không phá đường ống, nhưng mà mình sẽ dùng một cái máy bơm. Và mình sẽ làm một cái máy bơm khác. Nó sẽ chạy như vậy. Đó, và dây điện này mình sẽ phải cài mất công như vậy một chút. Nhưng mà không sao cả. Cái gì cũng có phải có một cái giá nó hết á. Mình muốn gọn gàng thì phải như vậy thôi. Chỗ này mình sẽ phải tháo ra này. Và mình sẽ gạt cách nhiệt vào đây luôn. Cái này mình có thể mình sẽ phá luôn khỏi mất công. Đó. Xây dựng này lại. Rồi như vậy. Sau này được toàn bộ được bơm như này lên. Và chắc là mình sẽ xây một cái thùng chứa ở đây. Một cái thùng chứa ở đây trước. Và thùng chứa này nó sẽ được ưu tiên ra đây. Đó. Máy bơm này sẽ bơm vào cái thùng chứa này. Và thùng chứa này nó sẽ cung cấp cho chỗ trên này của mình. Và chỗ này một chút nữa thôi thì nó cũng trở thành oxy sạch. Và mình sẽ có thể mở chỗ này ra. Và coi như là mình hoàn thành cái việc là mở rộng nhà của mình. Hiện tại ở đây sẽ 4 ô. Sau này mình sẽ xây 1, 2, 3, 4, 5. Sau này mình sẽ xây ô gạch này. Và toàn bộ nó sẽ chạy như vậy. Chạy qua đây. Như vậy nó có nhỏ quá. 1, 2. Sau này nó sẽ chạy như vậy này. Và nếu như được thì mình sẽ xây thêm một ô nữa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sau này mình sẽ chạy như vậy. Đó, như vậy là chuẩn. Đó, mục đích của mình sau này sẽ là cái nhà nó sẽ như vậy. Nếu được thì tốt thôi. Còn không thì nó cũng sao cả. Từ từ rồi mình sẽ làm đó. À, được chừng nào thì mình sẽ làm chừng đó. À, chỗ này mình chắc là sẽ giải quyết cái động chlorine này trước đã. Tại vì tụi để mình làm việc trong môi trường này thì thực sự là giống như hành hạ vậy thôi. Để cho nó làm đấy. Rồi quay trở lại thì mình sẽ tiếp tục là đào chỗ này ra. Và mình sẽ xây một cái tháng lên. Tại vì trên này mình sẽ có thể thấy là ở đây có 18 hạt lúa mì này. Khu vực trên này hình như là có một cái mạch nước đây. Mạch sương muối lạnh. Thì mạch nước này sẽ là ấm 10 độ C. Và mình cũng sẽ cố gắng là khai thác được cái mạch này càng sớm là càng tốt. Và sau đó mình sẽ muốn tích trữ nước đầu game này, tại vì nước biển này sẽ rất là tốt. Thứ nhất là nhiệt độ ấm 10 độ C này tức là rất là lạnh, và mình sẽ tận dụng cái nhiệt đó để mình có thể là làm mát cái nhà của mình hoặc là làm mát cái gì đó. Và những cái hạt lúa mì này thì nếu mà mình đào ra thì nó sẽ bị hư, tại vì đầu tư ở đây còn 71% thôi, 71%.
thì để mà không bị hứa thì mình sẽ phải xây một cái lớp gạch này. Lớp gạch này mình sẽ xây tạm thời thôi. Mình có một cái mèo á, là mình sẽ dùng cái gạch này để mà có thể là trồng cây, và khi mà trồng cây vào đây thì nó sẽ không có bị hư. Đó là một trong những cái mèo để mà có thể là đồ, thì mình phải xây gạch này trước để sau này mình lấy lumi này ra mình có thể bỏ thẳng vào đây luôn. Đó, như vậy đó là một trong những cái mèo để có thể là xây. Cái này mình sẽ phá, cái này sẽ phá luôn. Đó, như vậy mình sẽ ưu tiên lên khai thác cái mặt nước này trước tiên. Phá này ra. Đó, chỗ này nữa. Phá này ra luôn. Đó, thì mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là khai thác cái mặt nước này. Và mình sẽ dùng cái cách là nén, nén bằng cách là dùng cách nén nước hai ô khí. Thì mình có làm rất là nhiều video về hướng dẫn đó rồi, nhưng mà về series này thì là một series đặc biệt, thì mình sẽ nói càng kể về cái cách mà mình sẽ làm, thì mình sẽ cho mấy bạn biết cái cách làm như thế nào, và bạn nào chưa từng làm thì mình có thể là học hỏi luôn, cũng dễ đó, không có gì khó hết đó. Sau một thời gian thì chỗ này nó đã sạch oxy bẩn rồi, thì mình sẽ đào chỗ này ra. Đào ra. Phá này ra. Đào này ra luôn. Khoan, mình sẽ không có đào cái ô dưới này. Để cho tôi để nó ưu tiên đào trên này trước đã. Chỗ này hay bị chèo chèo oxy, nhưng mà sao. Đó, chỗ này oxy sạch, ra sạch rồi. Tôi đi đào chỗ này ra, cái ô này. Rồi, phá, đào chỗ này ra. Và tiếp theo mở chỗ này ra. Không, chỗ này khoan mở đã. Tại vì phía dưới này theo như mình thấy là còn một ít oxy bẩn. Để cho nó sạch luôn ạ. Cái này thì mình vẫn phá chỗ này ra trước. Và chỗ này mình sẽ trồng hạt lúa mì. Sau này có hạt lúa mì thì mình sẽ trồng. Hạt lúa mì là sau khi mình đào chỗ này ra thì sẽ có mấy hạt lúa mì này. Đó, mình sẽ đào ra. Mấy bạn nếu mà trồng hạt lúa mì trong này, tuy mình không bón phân nhưng mà nó sẽ không hư hạt lúa mì này. Còn nếu mấy bạn để ngoài như vậy là nó sẽ bị hư. Đó là nguyên nhân mà mình muốn xây gạch này, xây trước như vậy. Đó, đào cái này ra. Và mình sẽ chuẩn bị thôi, chuẩn bị trước. Khoan, vậy là cái thang như xây như vậy là hợp lý rồi. Tại vì sau này xây thẳng lên như vậy nó sẽ bị... có thể sau này mình sẽ xây một cái tường ở đây, thì cái thang có thể là mình sẽ xây ở đây, thang xây ở đây là vừa. Đấy. Thì tức là mình sẽ phải xây lại toàn bộ cái thang này ra như vậy. Mà công ghế xuống sao, cái gì cũng có cái hay của nó hết á. Rồi sau khi mình sẽ phá cái gạch này ra. Tại vì sao? Tại vì sau này mình sẽ phá trên này xuống là toàn bộ nước biển này nó sẽ chảy xuống như này. Và mình sẽ đào một cái ô sẵn như này. Đó. Đào một cái ô sẵn như vậy và nó lực toàn bộ nước biển sẽ nằm ở đây. Và nó sẽ khỏi ảnh hưởng tới nước bẩn của mình. Tại vì hai loại nước này mà lẫn lộn khó chịu lắm. Và mình sẽ đào kiểu này. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ xây thang thẳng cho thẳng luôn. Và sau đó mình sẽ bắt cái đầu đào chỗ này. Được chỗ này một chút nữa thì nó sẽ ngưng hoạt động tại vì cái áp suất của nó. Và mình sẽ cho tụi để đào theo kiểu là từ từ từ. Và nó sẽ xây, đồng thời là nó sẽ xây cái tường cách nhiệt của mình luôn. Mình vừa mới đổi lại được một con pip thì mình sẽ ưu tiên là chọn một con pip này. Tại vì sau này mình sẽ cần con pip này để có thể trồng được một số loại cây nhất định. Thì con pip này sau này nó sẽ lớn và nó sẽ có thể biết trồng cây. Và mình sẽ dùng cái con pip đó để có thể trồng được cái vườn cây tự nhiên. Ở đây mình sẽ xây một cái thùng để chứa một ít đá sa thạch.
Tại vì sau này mình sẽ cần xây một ít thang. Mình xây thang thì cần phải có đá sa thạch này. Để mình sẽ bỏ khoảng 20 tấn. 20 tấn khoáng sản thô là đá sa thạch này. Và sau này tôi để là nó có thể là gom hết đá sa thạch bỏ ở đây. Đó, như vậy. Và tắt đây. Và tôi để nó sẽ dùng vật liệu ở đây xây thang cho nhanh. Chứ khỏi nó đôi lúc nó sẽ chạy xuống như thế này. Lấy vật liệu rồi chạy lên. Ở đây mình sẽ có một cái ưu tiên là mình sẽ chỗ vào chỗ tùy chọn này và chọn ưu tiên việc gần này. Thì tức là tụi đề nó đang làm việc gì đó ở gần đây mà nó có một cái việc nào đó gần ở khu vực này thì nó sẽ ưu tiên làm luôn. Rồi. Sẽ đào lên luôn. À không. Chờ một chút nữa để mình làm lại chỗ này luôn nè. Chỗ này mình sẽ xây như vậy. Đào chỗ này ra. Mình sẽ đào chỗ này ra. Dỡ cái đá. Và mình sẽ đào chỗ này ra luôn. Mình sẽ xây một ô gạch vào đấy. Sau này mình cũng sẽ phải xây một ở đây một vài ô gạch này. Tại vì tôi để sau khi tháo đồ dưỡng khí ra thì nó sẽ có một lớp CO2 như thế này. Và sau này mình sẽ dùng tôi để đào như vậy. Và CO2 nó sẽ chạy từ đây này xuống. Và nó sẽ rớt xuống như thế này. Sẽ tập trung xuống như đó. Cũng dễ thôi, ở đây có một cái thịt thì mình sẽ dùng thịt này và tạo nấm chiên, trung hạt rang và thịt xương nướng. Mình sẽ để được mức độ 6 và để một thằng đệ nào có kỹ năng nấu ăn. Ở đây có hai thằng đệ giống nhau thì mình sẽ cho một thằng làm phụ bếp đi. Cho Marie làm phụ bếp. Cái này đào thờ mỏ. Và mình sẽ cần một cái kiến trúc xây dựng. Trang trí thêm một chút nữa, không sao. Không cần gấp. Ở đây sẽ là nghiên cứu lương tự. Và như vậy là sẽ có một thằng vào nấu ăn. Nấu ăn xong thì nó sẽ cất toàn bộ thức ăn xuống như này. Và chỗ này mình sẽ đào ra luôn. Và đào chỗ này ra. Rồi như vậy là xong, mình giải quyết xong cái nhà của mình. Mấy cây bông lau này thì hiện tại mình đang trồng ở một cái ô gạch đầu tiên thì nó bị lệch so với cái ở hàng gạch này. Giờ mình sẽ phải là cắt cái đường ống này, tại vì mấy cái đường ống này á, nếu mà giờ mình phá ra thì nó sẽ rớt nước bẩn xuống đây và tạo ra oxy bẩn. Thì chính vì vậy mình sẽ cắt ống này. Và mấy cây này nó sẽ phát triển và toàn bộ nước bẩn trong này hết á. Thì tới lúc đó mình sẽ cho nó này. À, như vậy là hết nước bẩn. Và mình có thể xây lại một lớp gạch này. Có thể sau này á, mình sẽ dùng con pip này để trồng một. Có thể là mình chuẩn bị luôn. Sau này mình sẽ xây một vài cái khu vườn tự nhiên ở đây. Trên này sau này mình sẽ dùng gạch này. Ở đây con nước bẩn này là hết rồi. Như vậy là hết, mình có thể phá cái này ra. Và phá cái gạch này ra luôn. Sao vẫn còn được bận ở đấy trời. Trời ơi là trời. À, mình sẽ tiếp tục là xây bằng gạch đá granite này. Tại vì nó sẽ có đồ trang trí. Và mình sẽ làm một cái vườn cây tự nhiên ở đâu khu vực này. Có thể là mình sau này mình sẽ làm một cái khu vực. Mình sẽ nghĩ cách. Tại vì nếu mà trồng cây tự nhiên là phải trồng từ bên phải sang bên trái. Từ trên xuống dưới. Và nếu mà muốn trồng tự nhiên được thì mình sẽ phải có một cái ô nữa. Nếu ví dụ mình muốn trồng một cây tự nhiên vào đây đấy, thì mình sẽ phải xây gạch tự nhiên vào đây trước. Và chắc là mình sẽ xây ô bên này. Ô bên này dễ xây hơn. Đó, như vậy. Không sao, cái này từ từ mình giải quyết. Và trước tiên mình muốn làm chỗ này nhánh này. Chỗ này mình cần phải làm nhánh. Thì ở đây sẽ có nước bẩn này. Và mình đào chỗ này lên. Mình đào chỗ này lên để chữa được nước sạch của mình. Và một chút nữa thì mình sẽ giải quyết cái vườn cây sau.
tại vì mình cũng cần phải con pip này, nó ở nhiệt cái độ tuổi là con pip này phải 5 tuổi ấy. Lúc đó nó mà gọi là pip trưởng thành và có thể trồng cây. Giờ mình sẽ tập trung làm cái khai thác cái mặt nước sương muối này. Ở đây có một mặt nước bẩn nữa, xin luôn, cũng âm 10 độ C luôn. Như vậy là mình có thể là đó, sau khi tụi đề nó có thể vào đây là được rồi, thì mình có thể lấy được hạt lúa mì và từ đó mình sẽ có thể chọn được hạt lúa mì vào đây. Ở đây là 18 hạt thì mình sẽ tập trung cho tụi đề nó làm vào đây để tránh tình trạng là bị hư, và mình sẽ không cho sử dụng thủ công, tại vì nếu mà cho thủ công là tụi đề nó sẽ bón phân vào, thì cái đó mình muốn rồi, cái này mình làm để cho nó không có bị đồ thôi. Nếu mà mình cho sử dụng thủ công, đây là một trong những cái mod mà đầu game mình nói á, thì cái mod đó là mod manual gì quên rồi ta mình có giải thích rồi mà quên rồi. Nếu bạn nào quan tâm thì nhớ là xem lại video đầu tiên của series này, thì cái mod đó cho phép mình tắt cái sử dụng thủ công này, tức là tụi đề nó sẽ không cho cung cấp vật liệu vào đây, không cung cấp vật liệu vào, và vật liệu cái nguyên nguyên vật liệu để mà trồng được cái lúa mì này á, là gồm có là đất và nước, thì tụi đề nó sẽ không cần phải bón phân và bón nước vào đây. Đó, như vậy tiếp theo mình tụi đề nó sẽ phá chỗ này ra này. Đó, đây là cái ô chứa để mình chứa nước biển, cảm thấy nó mà lạc vào trong cái chỗ ô nước của mình á, sẽ rất là mất công. Và giờ mình sẽ cho tụi đề nó xây thêm vào chỗ này, mình xây thang quá, và bắt chuẩn bị á, là mình sẽ xây một cái thang xuống nữa và đào chỗ này ra. Đào chỗ này ra xong là mình có thể là xây một cái mặt được để mà chứa chứa nước vĩnh cửu. Trong này mình sẽ bấm phân tích trước, ở đây mình sẽ xây gạch cách nhiệt luôn, hai ô như vậy. Sau khi phân tích xong thì mình sẽ dọn dẹp này. Dọn dẹp và mình sẽ xây một vài cái cửa này, tại vì cái cửa này á là cái cửa nó sẽ không làm cho bị cái mặt này bị quá áp suất. Đây, sau này mình sẽ xây gạch này xuống dưới đúng không, thì nó sẽ như vậy, và mình sẽ cần phải chặn khí lại, thì mình sẽ để xây ở đây một cục gạch ở đây. Trong này tại vì nhiệt độ ấm lạnh thì mình cần phải lo về nhiệt độ và cũng sợ phải hư ống, thì mình sẽ xây ra như vậy một ít dây đồng xây ra ngoài. Ở đây sẽ cần có một cái cảm biến áp suất chất lỏng này, tại vì sao cần phải xây cái cảm biến này, tại vì sau này cái mặt này mình sẽ nén bằng hai loại chất lỏng, à là hai loại chất khí vào hai ô này, và cần phải có một cái này đảm bảo là cái lượng nước ở đây sẽ luôn luôn ngang đây, và nó tránh làm việc hư hai hai cái ô này của mình. Thì cũng đơn giản như vậy thôi. Ở đây sau này mình sẽ phải phá cái này ra, xây đây một lớp nữa, xây đây một cái đó, như vậy xây nhanh chỗ này đó. Thì để mình vừa xây và mình sẽ vừa giải thích chỗ này đó, như vậy. Thì trong này có cái yêu cầu cơ bản là nó sẽ cần phải là có hai loại chất khí, à hai loại chất khí đúng rồi, hai loại chất khí ô này. Chỗ này mình sẽ bịt lại luôn, phá ô này ra. Là tụi đề nó sẽ nước này nó sẽ chảy xuống như này, ưu tiên chảy vào ô này nhiều hơn, mà tụi này tự nhiên nghỉ nữa rồi. Đó, giờ nước toàn bộ sẽ chạy được chạy vào ô này, và sau khi xây vật liệu trong này xong thì mình sẽ bấm vào cái cửa này, bấm vào cái mặc định này. Đây là cái hai hướng đi mà tụi đều có thể đi, và mình sẽ tắt đấy, mình sao chạy quay đặt áp dụng vào mấy cái này, tức là sau này tụi đề nó sẽ không chạy qua chạy về nữa. Đó, như vậy. Và ở đây mình có thể thấy là sau này á là nó sẽ mình sẽ cần một ô gạch ở đây này, nhưng mà trước tiên mình sẽ xây ô gạch ở đây, và mình sẽ xây hai ô gạch ở đây. Nói thì còn ngọt vẻ hơi phức tạp một xí đây.
Sau này mình sẽ xây gạch này để cắt nhiệt phía ngoài nữa đúng không? Đó. Sau này mình sẽ xây kiểu như vậy. Tại vì mình muốn bảo toàn cái nhiệt trong này để sau này lỡ chỗ nào mà mình cần dùng tới nhiệt á thì mình sẽ. Rồi. Mình sẽ xây ở đây một cục gạch nữa. Tại vì sao phải xây? Đó, mình sẽ xây. Mình sẽ làm sao miễn sao ở đây có một đó oxy như vậy là ở đây CO2 oxy như vậy là sẽ nó sẽ được. Ê, cũng được rồi. Như vậy là cũng được này. Mình sẽ phải phá cái này ra. Rồi mình sẽ xây lại một cái nữa. Thì oxy bẩn này nó sẽ chạy vào đây. Đó. Rồi lại cũng được rồi. Phá này ra. Lại mở lại. À, hy vọng thì mình làm kiểu này theo kiểu hên xui thôi. Không được thì mình sẽ làm sao đây? Phá hai cái này ra lại. Rồi mình sẽ xây cái này xây lại cấp tốc. Nhanh 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 đấy có oxy bẩn rồi. Đấy. Trời ơi, bằng mọi cách mình phải bẫy cho được cái CO2 này ra. Cũng hơi đau đầu về cái này đấy. Rồi, như vậy được rồi nha. Thì tại vì sao cái này sẽ hoạt động được. Mình, ở đây là có nước này. Mình bật cái chất lỏng lên là sẽ thấy. Ở đây là sẽ là nước biển. Và ở đây sẽ có một ô gạch. Thì toàn bộ chất khí trong hai ô này mình chuyển qua là chất ô khí này thì ở đây sẽ có CO2 và oxy bẩn thì đây sẽ là hai chất khí mặc định mà mình sẽ cần để mình có thể làm cái mặt này hoạt động và mình sẽ chỉnh cái máy bơm này lúc nào trên 500 kg mặc định là như vậy thôi và toàn bộ mấy cái này mình sẽ sao chép cài đặt lại một lần nữa cho an toàn này đó như vậy tức là cái mặt này sau này nước nó sẽ tràn lên và nó sẽ đẩy CO2 lên ô này trên này có oxy. Thì đây là cái mặt cái cách xây cái mặt nền cơ bản. Mình sẽ bị chỗ này lại luôn. Đó, như vậy là xong thôi. Cái cậy này nó sẽ xây đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ chờ cái oxy CO2 này nó chạy ra ngoài mình sẽ bị chỗ này lại luôn. Đó như vậy là rồi, như vậy là được. Đó, CO2 nó sẽ không chạy vào đây lại được nữa thì ở đây sẽ là cái mặt chứa nước của mình. Đó, như vậy là chuẩn xong rồi. Sau này từ từ mình sẽ tìm cách mình bị chỗ này lại. Nhưng mà chưa phải là bây giờ. Và trong lúc đó thì mình sẽ xây thang lên cho từ đế vào. Và cũng xây một cái chỗ tương tự giống y chang bên này luôn. Đây là một cái cách để mà có thể khai thác được cái này. Đó. Cái này thì chắc là để phần sau, tại vì phần này cũng thể hơi khá dài rồi. Thì phần sau thì mình sẽ dọn dẹp và xây một ít cây trồng, cây vườn vào. Tại vì tới đây là con pip này nó lớn rồi này, thì nó sẽ có thể làm được, giúp mình làm rất là nhiều việc. Và mình sẽ nói một ít về cái việc trồng cây tự nhiên. Và mấy bạn anh sẽ nhớ đón xem cái phần sau nhé. Thì phần sau chắc là sẽ khá hay đó. Và như vậy thôi, chúc mấy bạn một ngày vui vẻ và nhớ đừng quên là đăng ký kênh, chia sẻ video này cho mình. Cảm ơn mấy bạn nhiều và hẹn gặp lại.